Không có. Tại sao không có? Thì order nhiều. Tôi đi chơi. Động cơ gì đi mua cơm mà đi chơi? Tại sao đi chơi? Không có, anh đã tích. Nhưng mà tại sao không có Vi lại đi chơi? Đi chơi. Anh đã tích con cá. Ừ. Bấm tay giỏ hàng nha anh chị em ơi, bấm tay giỏ hàng, che dưỡng nhan cho mọi người, đi này. Ôi giời ơi, good. Good, thank you mọi người. Ăn cơm đi. Đợi một tí. Mọi người rất là nhiều, hơn 1.000 đơn rồi. Ikannya habis. À? Ikannya habis. Bèo ơi. À bèo. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nha anh chị em ơi. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Em chè dưỡng nhan bán 30 slot rồi. Hơn 1.000 slot rồi. Ok chưa? Đang khổ thế. Có phiếu giảm. Có con cá. Phi đi chợ. À. Order không có, Phi đi chợ à? Okay. Đi chơi vô tu order. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Vi không nói, anh đã không nói Vi ngọt. Mọi người bấm tay cửa hàng nha mọi người. Có nghĩa là order không có thì chuyển sang gọi là đi mua luôn. Tự đi mua. Ok. Bấm tay cửa hàng nha mọi người, trà sữa truyền thống luôn. Một set trà sữa này như mọi người đều biết rồi. Có rất nhiều. Đúng không ạ? Cái quan trọng ở đây là gì? Cái căn bản hôm nay là em ở bên này em không mang được mẫu đi cho mọi người xem. Nhưng mà chắc mọi người xem các buổi live trước thì mọi người biết rồi. Một set trà sữa có thể nấu được 20 đến 30 ml. Nhưng thường em nấu em chỉ nấu 20 đến 25 ml thôi, để cho đặc uống cho khóa. Uống cho sướng. Được chưa ạ? Cái gì? Ui giời ơi. Cảnh tĩnh hoặc hình ảnh được sử dụng không quảng bá về sản phẩm. Cân nhắc sử dụng nội dung để sản phẩm đây. Khổ quá, mấy TikTok lần này gắt với em quá. Có sản phẩm mà. Em chẳng qua em để quên ở nhà thôi. Chứ còn nhãn của em đây. Đây. Pô ra. Tại sao nhiều? Hả? Tại sao nhiều? Phun à? Yêu ơi, sợ ma bài mua cơm không này. Không có, cơm ở. Cơm ở đâu? Không có. Bài mua toàn thịt gà với cả cá, không có cơm luôn. Mì tôm à? Không. Không có cơm. Udah seadanya aja ya. Dibagi dua ya. Nasinya udah pada habis. Ngon. Big guy. Bấm tay giỏ hàng nha mọi người, bấm tay vào giỏ hàng gấp. Gấp rút. Bấm tay giỏ hàng nha mọi người ơi. Bấm tay giỏ hàng đang có giảm giá. Ấy giảm giá rồi. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nha mọi người. Mua trà sữa về nấu. Một set trà sữa này là sẽ nấu được 20 đến 30 ml, như thường em chỉ nấu 20 đến 25 ml thôi, để cho nó đặc, uống cho nó ngon. Giờ sẽ hạt. Và gì nữa? Và có một điểm đặc biệt là gì? Đến với Poza cái gì cũng nhân đôi. Ok chưa? Một set trà sữa, hai túi trân châu. Rất nhiều trân châu để cho mọi người mix uống thoải mái luôn. Ok chưa? Bấm tay vào hàng đi mọi người. Mãi vô.
bấm tay nhanh vào đồ hàng nhé mọi người, bấm tay đồ hàng. Và cảm ơn hơn 500 anh chị em đã tin tưởng ủng hộ em, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cảm ơn 23.000 anh chị em đã ở đây xem live của em và ủng hộ cho em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đi Bali là anh chị em ơi, bấm tay đổ hàng các mọi người, bấm tay đổ hàng, hơn 1.000 đơn rồi. Bà nhét cho mình còn được mỗi miếng ớt. Bây giờ như này, mọi người bật tay đồ hàng nhé mọi người. Kể chuyện hài đi anh, đang bán hàng này mà kể chuyện hài đi anh, dở hơi à. Bấm tay vào hàng nhé mọi người, bấm tay vào hàng. Bấm tay vào hàng mọi người ơi, đi vào đi. Người yêu tôi đâu rồi? Bây giờ bà lười như quỷ thì ai yêu? Trà sữa phải nấu như tôi, như em nè. Nhỉ, nấu trà sữa uống. Nghi? Không. Không? Tại sao không? Không à? Không à? Không nhá. Không nhá. Dạ. Nóc đây. Ừ. Hả? Không biết. Ừ. Bây giờ. Bây giờ em hỏi mọi người như này. Bây giờ em hỏi mọi người như này nhá. Đây không lóc thì là cái gì? Đây đây. Lóc ngồi như một vị thần. Đúng không ạ? Ngon. Ngồi như một vị thần, có người đút cơm cho ăn. Ui, phải tê như nị. Đúng không ạ? Thật quá, nó có bà thư trả lời. Tại sao sợ tức giận? Không tức giận, happy, hiểu không? Sao biết mọi người, sao mà... Không. Tại sao? Anh đã... Shopping mọi người này, nói xem gương anh đạt boy. Shopping mọi người ơi, shopping. Không mà anh đạt shopping mọi người. Quá. Không. Shopping mọi người nha. Shopping mãi vô. Mua trà sữa có được đút cơm cho ăn không? Có. Đi có nha. Bấm tay vào tổ hàng nha mọi người, bấm tay tổ hàng, mãi vô. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 25.000 anh chị em tiếp tục này. Đây là trà sữa vị hoàng kim cho rực rỡ. Rất nhiều chân châu nha mọi người. Lúc nào cũng nhân đôi chân châu luôn. Ok chưa? Ok không? Ok luôn à? Em đang uống này à? Ngon không? Ngon thì đặt về uống tiếp. Đặt về nấu uống tiếp. Này.
mẹ vô anh chị em ơi. Trà sữa vị tình yêu. Đúng không ạ? Trà sữa thì nó đương thường thường là nó có cái vị tình yêu. Hay là bây giờ mọi người thích mọi người thích vị gì? Mọi người thích vị gì? Bây giờ 1 phút nữa 10 giờ. 10 giờ bắt đầu lại giảm tiếp 20k. Ok chưa? Đợi một tí. Cho 200 suất. Giảm tiếp 200 suất nữa nha mọi người. Cho lên 1.500 đơn luôn. Cứ 139k giảm 20k. Ok chưa? Mười giờ bây giờ giảm. Em vừa xin tiếp rồi. Trà sữa vị cơm chó. Ngày cá trà sữa vị cơm chó. Bấm tay cửa hàng. Vị sầu riêng này có luôn. Vị sầu riêng. Vị sầu riêng luôn. Bấm tay cửa hàng nhé mọi người. Có vị sầu riêng. Có vô sự giảm giá luôn. Ok chưa? Cứ 100, chỉ có 200 suất thôi nhá mọi người nhá. Mọi người chú ý chỉ có 200 suất thôi. Giảm 20 suất cho những đơn trên 139k. Ok chưa? Khổ, người ta nói thế lại bảo là quát. Yêu thương chả hết thì đi để quát. Đúng không ạ? Tức giận à? Đúng không? Tức giận à? Không. Happy happy. Không tức giận nhá. Đúng. Đúng không? Yêu thương hết. Trà sữa là những ly nước ngọt ngào. Đúng không ạ? Của tình yêu. Thì tại sao chúng ta không trao nhau những yêu thương? Đúng không ạ? Chứ quát làm gì? Đúng không? Đúng. Đúng. Đi. Mọi người nói. Mọi người nói. Ai đơn cái bụng mê. Không. Mọi người nói no good không nhỉ nhá. Không, không no good. Mọi người nói anh đã tức giận nhé. Không smile nhé. Không, tức giận là đau đã xa rồi. Ừ. Nói không chưa? Tức giận nhá. Đau. Không tức giận. Đúng. Anh đã không xem mọi người. Ừ. Chỉ còn mấy suất nữa thôi. Chỉ có 200 suất nha mọi người, chỉ có 200 suất thôi. Giảm 20k cho những đơn hàng trên 139k. Ok chưa? Mọi người đặt một set trà sữa, mọi người đặt thêm mic thêm. Đã có 2 chủ chân cho rồi. Cho nên hạng 1 hàng ngày. Là gì? Hạng 1 hàng ngày này à? Kệ đi, không sao hết. Mình còn chưa được hạng 99. Phải quan tâm gì hạng 1. Đúng không ạ? Mình đang bán hàng. Bấm tay màn hình. Đọc được. Bấm tay đỏ hàng. Bấm tay đỏ hàng anh chị em ơi. Shopping. Bấm tay, tiếp tục bấm tay cửa hàng. Chỉ có 200 suất thôi nha mọi người. Không biết đã hết chưa? Gần hết 200 suất rồi. Chửi em đi rồi em mua. Đồ con quỷ, mua đi. Đồ con quỷ, mua đi. Đấy, thấy chưa? Chửi rồi đấy, mua đi. Nhè. Đúng không? Đúng.
ý. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Bấm luôn nút mua. Thôi. Không không không. Không good. 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 Đang say quá chậm lỡ. Đang say quá chậm lỡ cho nên sang đây chờ con. Bài rơi đâu? Bài bẻ đầu con cá rơi bố xuống đất. Mà nhặt lên bài thổi phù cái mà. Bài là này. Không, không 1 2 3 4 5 không 5 nít. Ừ. Good. Có nghĩa là bài bài nằm rơi, bài nằm rơi đánh bụt vào đất, bài nao xuống bài nhặt, bài quay lên bài hỏi gút nhỉ, gút gút ừ gút sợ mà không quá 5 giây, rơi không quá 5 giây không sao hết, gút đúng không, ngon. Ừ, nghe anh đã không nhìn được, không nhìn. Bé 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 ơi không phạm hả anh đang kerja juga mau bantu mau ngabisin makanan dulu kan đi. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người, bấm luôn nút mua ngon đúng rồi. Bấm tay vào giỏ hàng anh chị em ơi. Một ngày bên vị đấy cho mọi người luôn. Ở đây có hơn gần 30.000 anh chị em rồi. Muốn vị nào có vị đấy luôn. Ok chưa? Muốn vị nào có vị đấy. Ok không? Ok không? Ok. Ok chứ còn gì nữa. Đây vị sầu riêng ấy. Em bảo rồi mọi người muốn vị gì có vị đấy. Em biết mọi người kiểu gì nói là có là vị sầu riêng nên em bảo luôn nhà em là phải làm ra vị sầu riêng luôn. Cho siêu vị sầu riêng luôn. Tí giờ rơi lần thứ hai. Không, một. Một. Cái bà điệp viên, cái bà nắm nick thế nhỉ. Cái bà điệp viên này rất nắm nick nhá. Điệp viên 1, điệp viên 2, điệp viên 3, điệp viên 4, điệp viên 5, xong bây giờ còn điệp viên 007. Sợ ma. Vị tình yêu có luôn. Có vị tình yêu luôn. Có vị tình yêu luôn. Tưởng gì chứ vị tình yêu thì nó đơn giản. Ê, khoai môn ngọt béo này cũng là tình yêu này. Hoàng kim này cũng tình yêu này, truyền thống cũng thế này. Mà Má tô. Hoàng kim đi. Hoàng kim là tình yêu luôn. Ok chưa? Cái gì? Vị nào uống có bồ liền á? Nói thật mọi người như này nhá. Những cái bà mà đang ế sưng ế xỉa ấy thì tốt nhất là các bà phải biết gọi là ấy một tí. Này cái này sâu rồi, cái này không ăn được, no good. Này, không good. Này, hiểu không? Này, cái gì ngọt ngọt. Không mua về nấu cho người mình đang gọi là có vị, có vị khoai lang luôn đấy, có vị khoai lang luôn, mua về nấu cho người mình yêu uống thì có phải là đây vị tình yêu sô cô la đây, vị sô cô la có luôn, vị tình yêu luôn. Bảo rồi không có gì là không hề có cả. Đến vô ra nhà em không có gì là không có. Và hai nữa là nó còn được nhân đôi.
Set trân châu nhân đôi. Tất cả mọi thứ nhân đôi. Nhiều. Được chưa? Ngon, bổ, rẻ. Mà lại còn nhiều nữa. Đấy, cái vị sô-cô-la là vị tình yêu, vị người yêu đấy còn gì. Vị sô-cô-la là vị tình yêu, vị người yêu đấy còn gì nữa. Đúng không nào? Hả? Sô-cô-la. Chocolate. Sao vị rốt nát? Chocolate. Chocolate. Ừ. Sô-cô-la. Chocolate. Việt Nam sô-cô-la mệt quá. Indonesia. Indonesia không shopping. Khó. Việt Nam shopping. Khó. Không khó. Người Indonesia nhá. Hả? Cái gì? Không biết. Bà thích ăn xương cá thế à bà? Bà chỉ nhai xương cá. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Bấm tay giỏ hàng cho em. Bấm tay giỏ hàng mọi người. Vị sô-cô-la có luôn. Vị nào có người yêu em đã bảo vị sô-cô-la là vị tình yêu rồi. Thank you Indonesia. Vị sô-cô-la là vị của tình yêu rồi. Nên đừng hỏi. Không phải đâu. Vì thích ăn xương cá. Xương cá dùng người ta rán giòn ấy. Là bà thích nhai nó giòn giòn giòn. Thỉnh thoảng bị nội kỹ thuật thì bị xương cá đâm vào lợi thôi. Nên rất hay bị nhiệt lợi. Đã biết rồi ạ. Tại tinh. Tại tinh ở trường của lại in. Không hiểu gì hết. Hết rồi à? Thế anh ta ăn nhiều không? Dia nggak sadar dia sudah habis segini. Udah habis segini nggak sadar dia. Đầu tiên bà ấy bỏ ra 5 hộp mình bảo chết thôi. Mua nhiều này ăn hết làm sao được. Thế mà vừa nói vừa ăn thì hết rồi đấy. Hết rồi. Ngon ngon ấy hả? Này sao nếu bình thường như ở Việt Nam đến mọi người thấy đấy, ở nhà em ăn nháo nhào chắc là gì ấy, em ăn nháo nhào một tí là em chắc chỉ ăn hết một suất thôi hoặc là không hết một suất. Bukan kurang, nanti dia sakit kalau banyak banyak. Nhưng mà phải nói là có người đút cho ăn là nó ăn nó cũng ngon hơn thật mọi người ạ. Mọi người thông cảm cho em chỉ nói sự thật thôi nhá. Em chỉ nói sự thật thôi, nói chung là người đút cho ăn thì nó vẫn ngon hơn đấy. Ví dụ như là mọi người mua trà sữa về, mua chè dưỡng nhan về, mọi người nấu cho ấm luôn chứ mua nha mọi người. Bấm luôn chứ mua. Ai được ăn đâu mà biết thì bây giờ khổ lắm gì nị, bây giờ mệt tê. Mệt tê. Bây giờ em chỉ nói sự thật thôi chứ bây giờ biết làm nào. Ternyata masih. Nói cái gì? Ini. Aku kuliah perintilan. Tại sao à? Em biết. Tay rồi hai chị em ơi. Đi vào ly. Khó. Bấm tay cửa hàng nhé mọi người. Ui nó quá. Nó nhiều bây giờ tệ quá. Nhiều bây giờ mà tóc tớ. Nó à? Order không? Thôi. Nó full. Order nhá. Không. Order. Được mà. Tại sao sao nó? Ok, đi order. Không. Không. Dọa. Dọa ai dọa ra được. Được oanh, hiểu không? Không. Order thì cả hai đứa đều ăn. Nào xem đứa nào ăn được nhiều hơn. Rồi thế thôi nhưng bà ấy ăn ít lắm. Hả? 4. 4 à? 4 hộp. Chà, cái này có cái đúng mà ngắt phê mất đấy. Bấm tay của anh chị em ơi. Đặt trà sữa về mà ăn nhau đấy em, chào anh Đoàn. Mệt quá, ông review mệt quá ông Đoàn ạ. À.
đã ra rồi. Này, Phi, anh Đoàn đã ra rồi. Anh Đoàn Sài Gòn, nhớ không? Ừ. Nhớ à? Anh Đoàn. Ừ. Chỗ của em nhá. Ừ, anh Đoàn không có tóc. Có. Không có. Anh Hưng không có. Anh Hưng không có. Anh Đoàn cũng không có tóc. Không có cả. Không có. Tại sao? Anh Đoàn tóc một chút. Tại sao? Ai mà biết được. Bị vợ đánh. Anh gíp tóc. Anh gíp, anh Đoàn tóc á? Ừ. Ừ. Này, anh Đoàn sợ vợ, hiểu không? Ừ. Vợ anh Đoàn, bốc sinh anh Đoàn. Ừ. Anh Đạt không vợ? Anh Đạt một chút, không nhiều, anh Đoàn full. Không ăn nhá. Không ăn. Không, Phi không bầu kê nhá. Ừ. Sợ không? Sợ. Anh Đạt xem không? Xem, nhưng mà anh vẫn mọc được tóc, còn anh Đoàn sợ hơn, anh Đoàn không mọc được tóc. Anh Đoàn không có. Anh Đoàn không có tóc. Anh đã xem. Làm sao mà xem anh Đoàn được? Anh Đoàn không có tóc, anh Đạt có tóc. Nghe Vi nhá. Ừ. Phim này cái gì? Vi nói anh Đoàn sợ vợ không? Ừ. Có. Có, anh đã xem không? Xem nhưng mà anh vẫn có tóc. Tại sao? Không, anh không xem anh Đoàn tóc này. Vi không nói tóc. Ừ. Vi nói sợ. Ừ. Đúng. Sợ không? Có. Xem. Ừ. Tại sao nói? Nhưng mà em vẫn hơn anh Đoàn, em có tóc còn anh Đoàn không có tóc. Nha. Đúng không? Sợ không? Sợ. Ok. Ừ. Đúng không mọi người? Mình nhìn thấy ông Đoàn vào đây cái mình phải nói ngay, không là ông ấy lại chạy ra mất. Ok. Cảm ơn 29.000 anh chị em đã ở đây xem live và ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bấm tay vào hàng nha mọi người. Yeah. Bấm tay vào hàng. Có 4 hộp thôi. Đặt pila là mọi người đặt pila ăn không vi. Không vi. Anh không lúc cà phê không ăn. Vi không ăn. Không nói công nhận là sao giật thế nhỉ? Mọi người thấy nang không mọi người? Nang không ạ? Mọi người còn thấy năng không? FC không sợ vợ cái gì đây? FC không vợ vợ chính thức tan rã này. Bà điệp viên này. Làm gì chuyện tan rã vơ vẩn. Đúng không? Đúng. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng anh chị em ơi. Anh chị em nhà mình ơi, bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Uống nước phía ở đó. Ừ. Đã sao sạch à? Nói cái gì? Cô Zoom à? Ừ. Ừ, bye nhá, chúc ngủ ngon nhá. Xóa rồi chúc ngủ ngon. Bấm tay rồi hàng, bấm tay rồi hàng anh chị em ơi. Anh đất nước. Dọn đi, này. Dọn đi cho quen đi. Để vào kia, xuống rác đi kìa. Cho vào. Cho sạch. Go. Con vậy, go. Go. Gọi cho con nó sẽ. Go. Đang bán hàng đi này. Nè, mọi người shopping go. Này. Đang kiếm tiền. Ừ. Vi xem nhá. Vi shopping xem anh Đạt nhá. Ừ, thì có. Này thì ngồi vào đây. Ngồi vào đây. Ừ. Này, ừ. Anh Đạt này, 1.300 đơn. Nào, Vi bán đi xem mình được mấy đơn. Buông đủ lui tôi xem bài nhá. Ok, Vi ngồi đây. 1. Ok. 2. Vi ngô. 1. Vô. Tức giận à? 1. Tức giận này, tôi vổ một phát thì thủng sọ chứ không phải tức 1, giận. 2. Nào, vào bán. Em được 2 đơn không? Nói phẹt. Phiền dùng gửi xịt kết bởi dùng gấp không bởi vệ này cảm ơn. Hello guys, shopping mọi người nha. Đi bởi mọi người nha. Shopping. Ini adalah. Ok, cảm ơn anh nha. Bye bye. Bấm tay của hàng anh chị em ơi. Shopping. Mua nào. Bấm vào nút mua anh chị em ơi. Mạng nắc à? Có nắc không?
tên cửa hàng nhé mọi người. Mày vô, mày vô. 11.000 anh chị em ai chưa mua và chưa thưởng thức trà sữa và trời tự nhiên nhan bên em thì mọi người bấm về dùng thử, bấm mua về dùng thử nhé mọi người. Em có đúng như lời em nói không? Hiểu? Shopping shopping mọi người ơi. Cảm ơn chị Kim Anh, cảm ơn mọi người. Mua hàng đi mọi người, nếu lười em nấu hộ cho. Em nấu hộ cho em ăn hộ luôn à? Đúng không? Em nấu hộ xong rồi em ăn hộ luôn. Mua đi đâu em? Không nói gì vậy. Mất tiếng rồi còn đâu. Alo. Đã mất tiếng rồi. Nó không có tiếng nhỉ. Thôi kệ đi, ở trong trong khách sạn. Ở trong khách sạn không sao đâu. Bấm tay giỏ hàng anh chị em ơi. Bấm tay giỏ hàng, bấm tay giỏ hàng và cảm ơn 710 các cô các chú các anh các chị và các bạn rất là nhiều. Đã tin tưởng và ủng hộ em 1.400 đơn rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bấm tay vào hàng nha mọi người. Shopping shopping. Đi vào ly, đi vào ly. Mua tà tữa, tà tữa. Sầu riêng đây, mọi người cứ hay hỏi sầu riêng thì có sầu riêng luôn. Có cả sầu riêng luôn, nên mọi người không phải cứ lo. Không phải cứ lo luôn. Có cả sầu riêng luôn. Có sầu riêng nhé mọi người. Bấm tay vào hàng. Ai mà tín đồ của sầu riêng thì có cả trà sữa vị sầu riêng luôn. Có luôn chứ nhỉ. Bấm tay vào hàng nhé mọi người. Mãi vô, mãi vô, mãi vô. Bấm tay vào hàng nhé mọi người ơi. Bấm tay vào hàng, bấm tay vào hàng. Thở một tí đã.
trà sữa ngon lắm á. Ôi thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Tranh thủ mua đi nhé mọi người, tranh thủ mua đi. Lại có voucher giảm giá thôi, lại có voucher giảm giá, lại 200 suất. Sao hôm nay nắm voucher giảm giá thế? Lại 200 suất nữa, chỉ 200 suất nữa nhá. 139k sẽ được giảm 20k. 139k sẽ được giảm 20k, lại tiếp tục có voucher 200 suất nên mọi người tranh thủ đặt đi. Tranh thủ bấm tay vào giỏ hàng, bấm luôn chữ mua. Chỉ có 200 suất thôi. Chỉ có 200 suất. 200 suất. Giảm 20k cho những đơn 139k. 139k lại được giảm 20k tiếp. Sao hôm nay lại có voucher giảm giá nhỉ? Tiếp tục bấm tay giỏ hàng anh chị em ơi, bấm tay giỏ hàng đã mua, cảm ơn bé Tâm yêu Vi Đạt, cảm ơn bé Tâm. Bấm tay giỏ hàng nha chị anh chị em ơi, bấm tay nhanh vào giỏ hàng, bấm tay nhanh vào giỏ hàng, mãi vô. Bấm tay vào giỏ hàng nha anh chị em ơi. Mãi vô. Chỉ có 200 suất nữa thôi, chỉ có 200 suất cuối cùng nữa thôi. Mọi người bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Nhanh tay bấm vào giỏ hàng nha mọi người. Nhanh tay bấm vào giỏ hàng để làm gì? Để mua trà sữa, mua chè dưỡng nhan về sử dụng nha mọi người. Trà sữa ngon lắm mà, cảm ơn Cam đi. Đã mua nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất nhiều người đang ở trong giỏ hàng rồi. Rất nhiều người đang ở trong giỏ hàng rồi. Mọi người bấm luôn chữ mua nha mọi người ơi. Bấm luôn chữ mua. Chắc đây là bởi vì lại chẳng rất còn sẽ rất là lâu nữa em mới like bán trà sữa nhé mọi người. Mới like bán và like bán trà sữa và chè dưỡng nhan. Nên mọi người bấm tay nhanh vào giỏ hàng giúp em. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng giúp em ạ. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng giúp em. Bởi vì là ở trên like thì mới có những cái giá yêu thương như này. Còn không em mà không like thì giá sẽ trở về giá gốc là 179.000 một set trà sữa đúng không ạ? Một set trà sữa này mọi người có thể nấu được 20 đến 30 ly. Chết, set trà sữa nguyên liệu ô long sẽ nấu được 20 ly trà sữa. 20 ly trà sữa, một set trà sữa ô long. Và tất cả các set trà sữa nhà em nhắc lại một lần nữa, tất cả các set trà sữa nhà em sẽ được x2 chân châu. X2 chân châu rất là nhiều, ngon, bổ rẻ mà lại nhiều nữa. Ok chưa? 200 voucher giảm giá cuối cùng. Bấm tay gấp vào giỏ hàng, bấm tay gấp vào giỏ hàng nha mọi người. Bấm tay vào giỏ hàng, shopping. Bấm tay gấp vào giỏ hàng. Bấm tay gấp vào giỏ hàng nha mọi người.